Kính thưa quý vị, có những thứ trong cuộc sống chúng ta theo đuổi, đôi khi phải đánh đổi cả mạng sống của chúng ta, đôi khi mất cả gia đình và người thân, và có lúc chúng ta phải hy sinh những năm tháng tuổi trẻ. Khi chúng ta có mặt tại đất nước Hoa Kỳ và đất nước tự do như thế này, đó không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn đằng sau có một sự thúc đẩy, một câu chuyện có thể rất cảm động và rất là đặc biệt. Chúng ta mọi người đều có một câu chuyện riêng. Danh là một trong những thuyền nhân Việt Nam vào những năm cuối 80. Ba đưa Danh đi vượt biên lúc Danh 8 tuổi, để lại quê nhà là mẹ và các anh chị em. Hành trình đi vượt biên bị Danh xin tóm tắt như thế này: một chiếc ghe nhỏ chỉ chở đủ 16 người lên đên trên biển lớn, sóng lớn, 13 ngày 12 đêm, thiếu lương thực, thiếu nước uống, nhưng cuối cùng cũng đến được bến bờ tự do, đến được đảo Pulau Bidong, Mã Lai. Đó là một phép lạ và đó là một kỳ tích. Một kỷ niệm mà Danh nhớ nhất trong suốt hành trình đi, đó là tàu Danh đến ngày thứ tư đã hết nước rồi. Ba của Danh đã để dành lại những phần nước cuối cùng của ba để cho Danh có thể tiếp tục chặng đường còn lại những ngày tiếp theo. Và tới khi nước cũng hết, mọi người trên tàu đều lã, thì ba đã cột dây vào người Danh, cho Danh ngâm mình ở dưới nước nhiều lần trong ngày để cho thỏa cơn khát. Và cuối cùng Danh cũng đến được bến bờ tự do. Đây là một chuyến đi thập tử nhất sinh, nhưng đó chỉ là khởi đầu của hành trình tìm tự do, quý vị ạ. Danh và ba là những người tị nạn đến sau ngày 14 tháng 3, tức là ngày đóng cửa đảo. Cho nên Danh và ba phải ở lại đảo trại tị nạn 7 năm. Tuổi thơ của Danh sống và lớn lên ở trại tị nạn, ở trong 4 bức tường cao, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những gì Danh thấy được thế giới bên ngoài là qua một hình trắng đen nhỏ ở trong trại. Đôi khi có những ước mơ, những khát khao rất là nhỏ, tầm thường nhưng không bao giờ Danh có được. Những người bạn, những người chung quanh, họ lần lượt đi định cư theo diện đoàn tụ, nhưng Danh và ba không phải là những người trong diện may mắn đó. Sau 7 năm chờ đợi hy vọng, thì cuối cùng Danh và ba đã bị cưỡng bức trở về lại Việt Nam. Tất cả những hy vọng, ước mơ đi định cư biến mất hết. 7 năm theo đuổi, 7 năm đợi chờ. Với Danh không phải là điều xấu nhất, bởi vì dù sao Danh cũng có thể về lại Việt Nam đoàn tụ với mẹ và các anh chị em. Nhưng với ba có lẽ là người đau khổ nhất, bởi vì ba phải bị trả về nơi mà ba đã trốn chạy. Ngày đi vượt biên, Danh và ba chỉ có vài bộ quần áo cũ trên người, thì bây giờ Danh và ba khi bị trả về Việt Nam cũng chỉ có vài bộ quần áo cũ trên người. Danh và ba về Việt Nam không giống như những người Việt Kiều hồi hương đầu ngưỡng cao. Danh và ba là những người về Việt Nam trong tâm trạng rất là mặc cảm và là một gánh nặng lớn cho gia đình tiếp theo. Hai tâm trạng về Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Danh là một người trẻ háo hức, nhìn lại được thế giới bên ngoài, thấy cái gì cũng lạ, chạm và rờ nghe được những thứ mà chỉ nghe trong cái tuổi thơ của mình. Bây giờ thấy được rất là vui, và cái điều vui nhất là được đoàn tụ với lại mẹ và các anh chị em. Nhưng ngược lại ba thì giống như bị trở về địa ngục của Trần gian, mặc cảm rất là lớn đối diện với người thân, xóm làng và đặc biệt là với chính quyền địa phương. Tưởng như giấc mơ đi định cư không còn nữa. Tuy nhiên sau 2 năm ở Việt Nam thì gia đình của Danh đã được kêu gọi cho đi định cư ở Hoa Kỳ theo diện nhân đạo. Đó là cho những người đã sống ở đảo trên 6 năm. Thưa quý vị, Danh đi vượt biên lúc đến 8 tuổi và sau cùng tới được đảo, tới được bến bờ tự do là năm 18 tuổi. Đó là một hành trình dài, nhưng Danh nghĩ Danh rất là may mắn. May mắn rất là nhiều người, vì có những người đã ra đi không bao giờ đến được bến bờ tự do trong gì vậy. Danh nói Danh may mắn lắm. Mỗi lần Danh gặp những người bạn mới, Danh thường chia sẻ, rất là hãnh diện chia sẻ câu chuyện của mình. Bởi vì Danh nghĩ đó là một kinh nghiệm sống và kinh nghiệm của giá trị tự do. Đôi khi có người phải đổi lấy cả mạng sống của mình. Có người phải mất cả gia đình và người thân. Và cũng có người phải đánh đổi cả những năm tháng tuổi trẻ. Xin cảm ơn quý vị.